Thầy cho con hỏi là địa ngục là một cõi địa ngục hay địa ngục là ở trong tự tâm của mình? Địa ngục là có cảnh giới địa ngục do nhân duyên. Do nhân duyên người này, tâm của người này làm ác dẫn đến địa ngục. Do tâm của người đó mà lập thiện thì không có địa ngục. Khi tái sanh là không có địa ngục. Địa ngục chỉ mở ra hai đường. Mở ra là một là khi mình sát sanh trộm cắp nhiều làm điều ác. Thì khi đó khi thân hoại ngay hiện tại mình sống khổ rồi. Khi chết lại tái sanh vào cảnh giới địa ngục đó. Không phải là nói là cõi. Trong cái cảnh giới đó nó chung trong một cái cõi tam thiên đại thiên thế giới đấy, một cõi Phật nó ở trong ấy. Như cõi chư thiên, cảnh giới chư thiên, cảnh giới đâu xuất, cảnh giới đà thiên hay là cảnh giới phạm thiên giới, nó đều một cái cảnh giới sống của con người, hay là cảnh giới người, hay là cảnh giới trâu bò súc sanh đấy. Là giống như địa ngục đó, nó cùng một cảnh giới giống như súc sanh vậy, như trâu bò lợn đấy, là nó là cảnh giới là súc sanh. Địa ngục còn cảnh giới mà địa ngục thì mình bắt thường mình không nhìn thấy được, ngạ quỷ mình cũng không nhìn thấy được, mình chỉ có nhìn thấy được hai cảnh giới đó là con người với lại cây cỏ súc sanh đấy thôi. Đó thì mình nhìn thấy được hai cảnh giới đó, còn bốn cảnh giới mình không thấy, còn cảnh giới niết bàn nữa mình cũng không thấy luôn.